chú bác tinh bột nha. Nguyên chất chiết xuất từ củ nghệ 100% ra cô dì chú bác. Phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh đường ruột, dạ dày, hoành tá tràng, đầy bụng, khó tiêu, kinh nguyệt không đều, giảm béo bụng, bổ máu làm đẹp da, phòng tránh hậu sản cho phụ nữ sau sinh, chống viêm, giải độc, tăng cường đề kháng của cơ thể, đặc biệt có tác dụng phòng và ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, giảm mỡ máu, làm mát gan. Còn đây là viên nghệ đã tẩm mật ong thì tác dụng cũng rất là tốt, giống như thể là tinh bột nghệ nhưng cái này đã tẩm mật ong rồi, thì cô dì chú bác chỉ mua về và sử dụng luôn thôi ạ. Rồi bột cacao nguyên chất 100%, đây là những mặt hàng là sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ cho cô dì chú bác rất là nhiều. Thì cũng mong cô dì chú bác là nếu như mà có nhu cầu muốn mua sử dụng những cái mặt hàng của Lực Tàng nguyên chất 100% thì hãy gọi điện số trên màn hình, Lực Tàng sẽ ship hàng toàn quốc cho cô dì chú bác ạ. Rồi cảm ơn cô dì chú bác đã theo